hậu Covid xong á hả, không những là sức khỏe của mình nó bị ảnh hưởng nè, mà da nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều nữa. Rồi chị cũng không hiểu sao tự nhiên bị Covid xong cái mình bị nám à, stress dữ lắm luôn em. Dạ em nhớ mà, em vẫn còn giữ hình ảnh mà ngày đầu tiên mình tới đây thăm khám đó chị. Lúc này là mình đang được bác sĩ Hoàng Anh soi da đó chị. Và em thấy có rất là nhiều vấn đề trên da mặt của mình luôn. Như là mình bị lỗ chân lông to nè, và da mặt mình không có đều màu. Mà cái vấn đề nguy hiểm nhất mà chị gặp phải đó chính là đó, những cái vết nám ở khu vực gò má như thế này đây. Mình không điều trị kịp thời thì sau này nha, những cái vết nám nó sẽ sậm màu hơn và lan ra cả khuôn mặt luôn. Cái thời gian mà mình điều trị á, rồi rất là tốn nhiều thời gian, công sức, và chưa chắc là nó sẽ hết tận gốc nữa. Nói chung rất là nguy hiểm đó. Nhớ lại khoảng thời gian đó vẫn còn thấy đáng sợ dữ lắm luôn á em. Mà trước đó da chị là thuộc loại da khỏe đó, rồi dịch bùng lên nè, mình phải tiêm vaccine nè, rồi sau đó chị còn bị Covid nữa, chị còn mắc Covid nữa, cho nên là chị phải dùng thuốc để điều trị. Đó, nó làm nội tiết tố trong cơ thể của mình nó thay đổi nè. Đó, rồi sau đó hậu Covid chị còn bị mất ngủ nữa em, mất ngủ triền miên luôn. Rồi mỗi ngày thức dậy mình cứ thấy những cái vết nám trên mặt mình nó sậm dần đi, rồi nó càng xuất hiện nhiều lên, quá là hoảng luôn. Xong rồi hả, lúc đó bạn bè ai hướng dẫn ở đâu là đi ở đó, ai chỉ ở đâu là đi ở đó. Mua thuốc tây nè, thuốc đông y cũng có nè, và chưa kể là những cái vết đó, những cái loại mỹ phẩm mà mình mua để mình bôi đó em, càng bôi càng sậm màu, không, nó không giảm đi một chút xíu nào hết đó. Rồi chị mới ngưng thôi chứ. Em hiểu tâm lý của mình mà, giống như là mình muốn có kết quả ngay và lập tức, đúng không chị? Mà nhiều khi nha, những cái loại mỹ phẩm đó lại không có hợp với làn da của mình nè, rồi không biết là những cái sản phẩm đó nó có uy tín về chất lượng hay không. Nên thôi mình rút kinh nghiệm, mình sẽ tìm những cái sản phẩm và phương pháp làm đẹp nó uy tín để mà có cái kết quả như mình mong muốn chị nha. Rồi lúc đó chị thấy chị ẩu dễ sợ luôn á. Tại vì mình chỉ mong sao cho nó nhanh cải thiện cái tình trạng đó thôi. Đó, rồi cho tới khi chị tìm được thẩm mỹ viện của mình em, bác sĩ soi da cho chị nè, thăm khám chị nè, rồi lên phác đồ điều trị nữa. Rồi ngay sau cái buổi điều trị đầu tiên là chị về nhà, chị đã cảm thấy là nó thay đổi nhiều rồi đó. Những cái vết nám nó cũng mờ hẳn đi, rồi da nó cũng sáng hơn. Trời ơi, bây giờ hôm nay nè là buổi điều trị cuối cùng của chị nè. Đó, đố em thấy không? Dạ. Đố em tìm được những cái khuyết điểm lúc trước của chị. Không có luôn, da thì sáng mịn căng bóng hẳn lên, mướt mát lên luôn. Rồi. Ra ngoài tự tin hẳn luôn em. Đi làm hả, mọi việc nó cũng thuận lợi, tại vì mình cười nhiều ấy. Mình tự tin, mình có thần thái nè. Đó, rồi bạn bè thì cứ nghĩ hả, ủa mình học makeup ở đâu mà siêu quá. Dạ. Thay đổi rõ ràng luôn, mà mình nói là mặt mộc thì cũng không ai tin hết, tại vì thời gian nó cũng quá là ngắn. Dạ, rồi làm sao mà có một cái lớp makeup nào vừa mỏng vừa nhẹ mà vừa sáng bóng căng mịn như thế này? Chỉ có thể là một làn da khỏe thôi. Hôm nay em thấy chị quá là đẹp luôn đó chị. Tại vì á hả, mình tự tin đó em, cho nên mọi người ai cũng hả là thấy mình kiểu như là tỏa sáng á. Đúng rồi. Bây giờ chị rất là hài lòng với làn da hiện tại luôn á. Dạ, chị hôm nay là em thấy là da mình nó giống như là phát sáng rồi, chị cười lên cái rất là xinh đẹp luôn. Thì khi mà có một cái làn da đẹp như thế này thì mình cũng phải giữ một chút nha chị. Mình che chắn kỹ hơn nè, rồi mình thoa kem chống nắng. Và chúc chị càng ngày càng xinh đẹp và thành công hơn nữa trong cuộc sống chị nha. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ.